strong. Ok, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình nha. Thì hôm nay sẽ đi cái đội hình Liên Hoan Bom và Hậu Quả nha anh em. Thì làm nhớ lại cái bộ báo Bom Hậu Quả cũng khá là mạnh một thời ha. Ở đây thì mình sẽ đi để Hoàn thay cho con Bão Gió. Gặp một bạn đánh SL Tường Băng với lại Bom cũng khá là mạnh. Nói chung là cái đội Tường Băng với lại Bom hoặc là Tường Băng Luồng Sáng thì nó câu kéo rất là lâu. Đặc biệt là cái con Bom này nếu mà không ra con bót lửa thì nó rất là trâu anh em mà. Câu kéo chắc phải, nếu mà anh em nào mạnh thì cũng phải tới hiệp 13, 14 đó, chứ không thể nào đơn giản đâu nha. Nói chung là mình đánh nhiều trận rồi, gặp cái đội hình Tường Băng với lại Bom mà 12, 13 hiệp nó không ra bót lửa anh em á, thế là hẹo. Thế là hẹo nha. Còn bữa nay mình cũng đánh Bom luôn. Thì và nhìn chung về mặt đội hình thì cái bộ Tường với Bom nó vẫn lợi thế hơn là cái bộ Bom Hậu Quả. Tuy là cái con bóng Đế Hoàng thì cái lực giết quái nó cũng rất là ok, nhưng mà ở đây nó hơi ổn ha anh em, thông cảm, mình đang ngồi ngoài ngoài nó có xe đi qua đi lại, nó hơi ổn xíu anh em thông cảm ha. Bữa nay bị mất chỗ cho nên là ngồi tạm ở ngoài để nói anh em ha, bị đuổi. Thì em bóng Hậu Quả thì nó cũng rất là mạnh về late game, nhưng mà nó cần có Tường Băng để nó cản lại thì nó mới mạnh. Còn ở đây mình đánh với Bom không có tường cản ha, thì nó cũng là giúp một phần thôi. Về mặt câu kéo thì tường nó vẫn là trâu hơn nha anh em, nó vẫn là có gì đó, nó tuy là lực bắn yếu nhưng mà tường nó chặn thì nó câu tới quái vẫn được. À, nó câu tới hiệp boss nó vẫn ok. Còn nếu mà không có tường mà anh em đánh đánh quái không mà không giết được thì rất dễ bị hẹo mấy con tinh anh xanh đó anh em à, nó căng ở chỗ đó ha. Thì nói chung là cái đội hình SL tường thì nó rất là phổ biến, trừ phi là đánh mà kiểu đánh khống chế thì nó cũng nếu mà anh em nào mạnh đánh khống chế thì nó rất là ngon ha. Đánh khống chế thì mới có khả năng. Hoặc là về late game chờ con bót lửa ra thì bên SL nó sẽ không có đam, kể cả bên mình cũng không có đam về late game. Nếu mà phụ thuộc phải có con Hậu Quả thì nó sẽ gây đam phụ về late game, nhưng mà phải xây được nhiều Hậu Quả ở rìa ngoài đường thì nó mới ngon. Đánh cái con bóng Đế Hoàng này do phải giữ năm cái vị trí cứng ấy, không có phá ra được cho nên là xây nó cũng rất là hạn chế, trừ phi mà lên Thiên Phú cơ thì nó mới ngon. Còn nếu mà để năm ô cứng thì mình ghép bóng nó cũng hơi cảm giác khó khăn ha, cảm giác nó khó khăn đấy, dễ bị kẹt lắm. Lúc đó mà không phá mấy ô Đế Hoàng ra thì nó cũng khó xây, khó điều bi lên chấm cao lắm anh em. Mình đánh thử mấy trận thì thấy nó cũng là vậy đó. Thì nói chung là vừa rồi là cái sự kiện SL thì như là cũng đổi được thêm một bóng nữa rồi đó anh em. Mình làm mình cày mình thấy là đổi được một bóng, thấy nhiều anh em cũng kêu là làm trong vòng một tháng hình như là cũng đủ để đổi một bóng đó. Chắc là cao lắm thì mình nghĩ là cũng lên, nếu mà chị nạp cái gói lấy 3 bóng SL thì mình nghĩ là chắc cũng chỉ lên được level 11 là cao. Còn nếu mà muốn lên level 12 trở lên thì mình nghĩ lúc đấy là phải nạp rồi. Thì mình nghĩ là chắc là level 11 là đủ chơi rồi anh em à. Nạp thêm thì nó cũng hơi tốn kém. Chỉ có bóng Đế Hoàng này thì bắt buộc phải nạp thôi. Nếu mà anh em nào có xem video clip thì biết là bắt buộc phải nạp nó mới ra được. Ở đây thì mình vẫn level 8, thiếu một viên thì còn một viên thì cũng chưa biết sao đây. Cảm giác nó hơi thốn anh em mà, nên chưa có biết là có nên đậu thêm em nữa để lên level 9 hay không. Qua thì có gặp mấy anh Đế Hoàng thức tỉnh Thiên Phú khá trâu bò này mà, khá là gắt. Nếu mà đánh kèm khống chế nữa rất là khó chịu ha, rất khó chịu. Chủ yếu là nếu mà hai người cùng mạnh á, thì một người đánh khống chế, một người đánh kiểu ngăn chặn SL đó thì thoát được khống chế thì về sau Đế Hoàng nó thua thôi. Còn nếu mà lực không đủ để chống cự lại cái khống chế thì sẽ bị thua trước khi mà Đế Hoàng nó đuối ha. Đúng, tùy vào lực bóng và level bóng nữa, rất là nhiều yếu tố.
với lại yếu tố hên xui ở đây nữa. Ví dụ như đánh bom mà boss lửa không ra thì là hên ha, còn boss lửa nó ra liên tục là xui. Nhưng mà mình thấy đợt này thì mình cũng nói rất là nhiều rồi, đợt này boss lửa nó ra rất là ít, tỷ lệ nó ra rất là ít luôn, cho nên là anh em đánh bom khá là nhiều, đánh bom khá là nhiều, thấy nó cũng rất là mạnh đó. Hiện tại thì những cái trận đấu PvP thì mình nghĩ là để kết thúc chóng vánh thì nó cũng hơi khó, đa số là đánh cũng phải lâu lâu á, ít gì cũng phải 6-7 hiệp. Nếu mà đánh chuyên khống chế thì may ra mới kết thúc được nhanh ha, ví dụ bộ chuyên chém chẳng hạn. Ở đây thì cái bóng SL thì hiện tại nó vẫn sốc đam được con bot ha, cái bóng đế hoàng của mình nó vẫn sốc đam được con bot, còn cái bóng SL của bạn kia thì chắc chắn là không sốc đam được rồi, không có đánh kèm cái gì thì nó không không một mình bản thân nó không thể sốc đam được con bot ha, bản thân nó không sốc đam được con bot đó. Thì ở đây mình lên được hai em học quả năm mà đầu dòng để bảo kê rồi nè, nhưng mà chắc tí nó cũng phá đi thôi. Nhưng mà hiện tại thì cái con đế hoàng nó làm tất rồi, nó làm tất cả rồi, nó đang mạnh mà, giai đoạn đầu thì coi như là nó cân tất anh em, mà quái ra là nó xử lý hết chứ còn chả hơi ồn ha. Chắc bữa nay anh em coi thông cảm, hơi ồn, ngồi gần ngoài đường ấy, mà nó xe nó đi qua lại liên tục anh em, mà hơi căng. Bữa qua bận quá cho nên chưa kịp làm, đâm ra là nay phải ra ngoài đường ngồi anh em. Ok, đây thì cái lượng bom nó cũng khá là dày rồi, lượng bom khá là dày. Bên kia thì cái lượng tường băng nó cũng khá là ổn định ha, khá là ổn định đấy. Bom thì cũng có hai bộ bom năm. Thì cái quả về late game khi mà bút bom á, thì mình nghĩ là nếu mà đế hoàng nó giữ được cái pháp trận ngũ hành thì nó giết cái tụ bom vẫn là nhanh hơn so với SL ha. SL thì nó phải bắn bể cái tụ bom rồi nó mới giết quá nhanh được, còn đế hoàng thì lực đam nó mạnh cho nên là nó giết cũng ngon đó. Và anh em chơi bom thì có bao giờ thắc mắc là ây đây có boss lửa ra nè, boss lửa ra thì mình sốc đam được ha, bên kia thì không sốc được nên là mất cái lượng bom, nhưng mà có tường bù lại. Ở cái giai đoạn boss lửa này thì mình nghĩ là bên kia nó vẫn đủ đam để cân được đấy, chứ còn tầm mà từ boss 7 trở đi thì mình nghĩ là không thể nào cân được con boss lửa đâu, trừ phi anh em nào mà SL thịt mạnh á, chứ còn SL tầm trung thì không không chơi được ha. Còn tới boss 10 trở đi mà ra boss lửa thì xác định anh em, xác định là bên nào mà bị bút bom hoặc bên nào mà đuối trước thì thua thôi. Thì không biết là anh em có bao giờ thắc mắc là cái tụ bom đẻ ra trên cái dàn bom thì nó có mất máu hay không ha, để tí nữa mình thử xem. Mình đoán là ví dụ như mình ghép hai cặp bom ba mà nó rơi vô cái mấy cái chỗ mà có bom á, thì khả năng là cái tụ đó nó cũng bị mất máu, tuy nó là tụ bom nhưng mà bản thể nó là đẻ ra quái cho nên là nó vẫn bị mất máu ha. Thì tí nữa mình kiếm cái đợt nào đấy mình thử xem thế nào, thử cho anh em coi xem là bút bút bom vào tụ bom thì cái tụ bom đó nó bút tụ bom và bom thì cái tụ bom đó nó có bị mất máu không ha. Mình nghĩ là chắc là nó mất thôi, tại vì bom thì nó gây sát thương do những cái gì liên quan dính trên cái đường thì nó bị dính sát thương, trừ phi mà anh em bút bút cái shield của luồng sáng thì nó mới không ảnh hưởng thôi, còn bất cứ cái gì nó cũng bị dính bom là nó nổ hết à. Ok, thì trận này mình nghĩ là chắc nó cũng hơi lâu đó, nhưng mà trận này mình nghĩ cũng hơi lâu đó, chắc tí nữa mình sẽ cho nó chạy nhanh nhanh xíu cho nó lẹ, tới khúc cuối mình quay trở lại ha. Đây con boss khóa ra nè, boss khóa ra thì mình vẫn sốc đam được, còn bên kia là bị khóa chắc rồi đó. Được cái là đánh con đế hoàng thì nó sốc đam được boss trong giai đoạn đầu cho nên là vẫn giữ được đội hình, nhưng mà về sau thì khi mà cái con về sau khi mà con boss âm dương nó ra mà nó quá mạnh rồi không thể sốc đam được thì lúc đấy đội hình của đế hoàng bị vỡ. SL thì nó không sợ bị vỡ đội hình cho nên nó đánh thoải mái thôi, nó chỉ cần một con gây đam là con SL bản thể gốc thôi cho nên nó cũng chả sợ gì cả. Chứ còn đội hình của mình là nó sợ về mặt bị bẻ đội hình ha, cho nên nó cũng hơi căng đó. SL thì nó tuy nó không sốc đam được con boss nhưng mà nó đánh theo kiểu là gió chiều nào thì thuyền chạy chiều đấy ha, gió chiều nào thì che chiều đấy thôi, nó không có sợ, đâm ra là nó cũng dễ chơi cho anh em, dễ chơi. Ở đây ghép mà nó ra hai con Sida nữa mà phá hai cái con hậu quả năm có khi nó phải bước đi hơi sai lầm ha, nhưng mà giờ không phá thì lại không ghép được, kẹt quá rồi.
Dạ, tiếp tục phá thôi. Đây có cái con hậu quả 5 mà khúc này cũng đỡ đỡ nè. Mà nó hơi ít hậu quả, mình nghĩ là trận này chắc đánh thêm về bom quá. Và bên kia cũng đánh thêm về bom thì mình nghĩ là chắc mình cũng đánh thêm về bom đi, gọi là đấu bom. Chờ con bot âm bot lửa ra thì sẽ chơi kiểu là nhồi bom. Mình nghĩ là bạn bên kia thì cũng đang hướng về cái tình huống đó ha, cái tình huống mà bot lửa ra thì nhồi bom để kết thúc trận đấu thôi. Chứ còn nếu mà đánh kiểu câu ké thì có khả năng là đế hoàng nó sẽ bị đuổi trước nha, tại vì nó không có chặn, nó không có ngăn chặn nên nó sẽ bị đuổi trước. Ok, nếu anh em coi video clip thấy hay thì đừng quên like và subscribe để ủng hộ kênh của mình nha. Cảm ơn em rất là nhiều. Đó, thì trận này mình nghĩ nó cũng khá là lâu, còn boss ninja này ra thì không biết là mình bị chém chưa đây. Ồ, mình vẫn chưa bị chém, bạn bên kia thì bị chém rồi ha. Sau một hồi giằng co thì mình đã đuối thật sự rồi anh em à, đế hoàng nó đã bị đuối thật sự rồi, nó bị boss tác động vào rồi, cho nên là khúc này nó khá là đuối ha anh em thấy không. Để mà đánh
mà hiệp này không ra con boss lửa là có khả năng thua nha. Đây mình sẽ chơi nhồi bom ha. Đó, đó cái tụ bom nhồi vào đường bom là bị chết này anh em thấy không? Trước khi con boss lửa nó quét thì mình nhồi trước vào thì nó sẽ bị mất máu. Ở đây bạn bên kia cũng nhồi bom mình cũng nhồi bom bạn lên đấy để xem coi bên nào nhồi ngon hơn ha. Ai cha, bên kia có vẻ cũng mạnh đó anh em mà. Nhưng mà bên mình thì có khả năng là mất máu rồi, hy vọng là giết được cái đợt quái con, nếu không là bị thua luôn ha. Bên kia có gói tường nó chặt cho nên là nó sẽ bị chậm hơn. Đây đây thì mình vẫn giết quái rất là ngon anh em à. Bên kia thì giết quái có vẻ như là không được ngon lắm. Để mình kiếm tiếp bom mình nhồi vô ha. Ok, nếu anh em coi video clip thấy hay thì quên like và subscribe để ủng hộ kênh của mình nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Trận đấu có vẻ như là sắp ngã ngũ rồi anh em à. Mình nhồi bom liên tục này thì chắc là bắn không kịp quá. Boss lửa thì chắc chắn là mất máu rồi, nhưng mà không giết được cái lượng quái còn lại thì coi như là thua luôn đó anh em à. Ok, chắc mình kết thúc video clip tại đây ha. Hẹn gặp lại anh em ở những video clip tiếp theo. Bye bye.